tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 11 tháng 10 có bài viết cho biết, Bắc Kinh đang tìm kiếm cơ hội tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Trước đây, trong một chương trình diễn đàn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định rằng, hiện nay nền kinh tế Trung Quốc vẫn lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu, lên tới 20% của tổng sản lượng nội địa GDP. Và dù có tìm ra thị trường khác thay cho thị trường Hoa Kỳ, thì cũng bị thất thu trong nhiều năm tới. Nhiều quan điểm cho rằng, đó cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy Trung Quốc tham gia CPTPP. Việc Trung Quốc tham gia CPTPP là một biểu hiện mới sau khi mà Trung Quốc phải đối mặt với những biện pháp của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Việc Trung Quốc tham gia CPTPP sẽ làm cho cái hiệp định thương mại này là có một cái quy mô lớn hơn, đồng thời thì cũng tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với Việt Nam. Bởi vì nền kinh tế Trung Quốc thì có những các cái mặt hàng cạnh tranh với Việt Nam. Thí dụ như là mặt hàng dệt may, da giày hay là đồ gỗ mỹ nghệ. Nếu như mà Trung Quốc tham gia vào đấy thì sẽ là một cái sức ép để cho Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ hơn và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình để có thể cạnh tranh với lại các sản phẩm của Trung Quốc. Vẫn theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, đây là một tác động tích cực đến Việt Nam. Tuy nhiên, theo bài phân tích của ông Trần Đức Mậu, nguyên vụ trưởng vụ chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Đức trên báo điện tử Soha, thì việc Trung Quốc muốn tham gia CPTPP chỉ là tung hỏa mù để tập hợp lực lượng và phân rẽ các đối tác với Hoa Kỳ, chứ Bắc Kinh không thật sự có ý định tham gia. Tôi nghĩ rằng CPTPP là nó là mở. Nếu mà nó là mở, thì cái việc mà Trung Quốc họ tham gia là có khả năng. Thế đây nó có thực tiễn hay không lại là một cái chuyện khác. Thì nếu mà Trung Quốc chấp nhận những điều kiện như thế để tham gia thì là một cái điều tốt. Nhưng mà tôi cũng đồng ý là như vậy là khả năng cao là đánh hỏa mù. Bởi vì nếu mà Trung Quốc chấp nhận những điều kiện mà thực hiện đúng những điều kiện như thế thì có lẽ là một Trung Quốc khác chứ không phải Trung Quốc như bây giờ. Theo nội dung trong bản tin của báo mạng Asia Times, hiện tại Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã mở lời mời đến Vương quốc Anh tham gia CPTPP, trong khi Tổng thống Chile thì gợi ý Trung Quốc có thể gia nhập. Hiện tại vẫn chưa có tin tức chính thức gì từ phía quan chức Bắc Kinh xác nhận Trung Quốc có ý muốn tham gia vào CPTPP hay không. Đài Loan cũng cho biết nước này đã sẵn sàng để tham gia CPTPP với mục đích nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng như đối phó với nỗ lực thu hồi Đài Bắc của Bắc Kinh. Vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Đài Loan Lại Thanh Đức trả lời với truyền thông nước này, cho biết chính phủ đảo quốc này đã thành lập một nhóm đàm phán để có thể đàm phán gia nhập CPTPP khi hiệp định thông qua việc mở rộng thành viên. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc Trung Quốc hay Đài Loan tham gia CPTPP đều mang lại lợi ích cho Việt Nam. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương của Bắc Kinh cũng chẳng dễ dàng. Mà Trung Quốc tham gia vào lúc đó, 11 cái nước mà đã ký chắc là họ cũng phải sẽ cân nhắc. Và cái cuộc đàm phán nếu có nó sẽ xảy ra thì cũng là cái chuyện gay go chứ không phải là đơn giản. Có đánh giá cho rằng việc Trung Quốc tham gia CPTPP sẽ gây nên nhiều xáo trộn, mà quan trọng nhất là việc đi ngược lại với mục đích ban đầu khi Tổng thống Obama thành lập TPP là nhằm giảm thiểu phụ thuộc của các nước thành viên vào nền thương mại hòa lục. Hiệp định CPTPP được soạn thảo thay thế cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi Tổng thống Hoa Kỳ quyết định không tham gia vào tháng 1 năm 2017. 11 nước vừa ký Hiệp định CPTPP vào ngày 19 tháng 3 vừa qua tại Chile, bao gồm Nhật, Úc, Canada, Chile, Brunei, Mexico, New Zealand, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định CPTPP chỉ có hiệu lực sau 60 ngày khi hơn 6 nước hoàn thành phê chuẩn tại nước họ. Hiện tại, Úc, Mexico, Nhật Bản và Singapore đã thông qua. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua,
Các nhà đàm phán chính từ 11 nước vừa nêu đã nhất trí bắt đầu đàm phán mở rộng thêm các thành viên mới tiềm năng vào năm 2019, khi hiệp định này có hiệu lực. Thank you.